Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc nha. Mến chào anh Lợi ơi. Kính chào bà con trên mọi miền Tổ Quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên với em ngày hôm nay nha. Thì tiếp tục hôm nay em làm clip thứ 108 nha bà con, để giao lưu với bà con một số cây linh sam siêu hoa nha, giá rất là rẻ luôn. Và Shigo, nguyệt quế cũng có đó nha. Thì để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 877278 nha. Em ở tại khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi để đầu tiên mở vô là một cây số 1L nha bà con. Mã 1L nha. Của clip thứ 108 là một cây linh sam siêu hoa. Cây đang cho hoa và nụ rất là nhiều nha bà con. Hàng này em giao lưu mấy hôm nay rồi nha. Đây, cũng còn một số lượng ít nữa thôi. Đây, bông rất là bông luôn, tím cho cây. Chiều cao là 72 nha. Tán lá rộng là 59. Hàng này là hàng thùng chậu nha bà con, bảo đảm cho mình luôn nha. Thân này khoảng 6 thôi, cây người ta đã sửa thân lắc lượng lên luôn nha bà con, đã sửa sẵn rồi nha. Đây, mã số 1L nha, có giá là 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu cho mình luôn. Cây này tất cả đều là hàng thùng chậu hết nha bà con, yên tâm nha. Tiếp theo là mã số 2L, đây một cây linh sam siêu hoa luôn, tím điểm cây luôn nha. Chiều cao là 72, tán rộng là 49 nha. Mấy cái này đều đã sửa hang lắc hết rồi, lắc lượng hết rồi nha. Hoành là 7 thôi. Đây bông, đây bông ơi là bông luôn, rất là đẹp nha. Đây mã số 2L cũng giá là 300.000 đồng bao ship cho mình luôn. Đây giá rất dễ chơi nha bà con. Tiếp tục mã số 3L nha. Mấy cái này thân nó đều sửa dán lông hết rồi, dán lắc hết nha. Đây bông đây, hàng này thì đã bông quanh năm nha bà con. Hết đợt này xong rồi nó sẽ ra đợt khác nữa nha. Bông nó thì có mùi hương thơm rất là dễ chịu luôn. Chiều cao 80, tán rộng là 62 nha. Đây, cây này cũng một cốt luôn. Hoành là 7 yếu tính 6 luôn đi nha. Đây bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn, giá chỉ có 300.000 đồng thôi nha. Đây, tiếp theo là mã số 4L. Đây, bông tím các cây. Chiều cao này của nó nha là 85. Tán lá rộng là 44 nha. Đây hàng một cốt hết nha bà con. Đây cây thử chậu một cốt luôn. Hoành là 7 yếu tính 6 luôn. Đây thân nó đều sửa hết luôn nha. Đây giá 300.000 thôi nha. Đây 300.000 bao trọn bộ phí ship cho mình luôn. Rồi đến với mã số 5L là một cây Shigo nha. Shigo này cũng là hàng thịnh chậu. Bây giờ bà con cứ yên tâm, nếu mà cây bứng thì nhiều khi nó sẽ còn bị hao hụt. Còn cây mà hàng thịnh chậu thì bà con bảo đảm luôn nha. Shigo này mình trồng hết năm nay bảo đảm có trái nha bà con. Chiều cao 55, tán rộng 42 nha. Đây, cái này nó dạng như một liền một cốt nhưng mà cái thân ở dưới khoảng bằng cái vỏ cái mà nha bà con. Còn một củ đế nha bà con. Củ nha, nó là nguyên bụi 5L nha. Đây, 250.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Đây, Shigo này mình trồng giáp năm nay là bảo đảm cho bà con sẽ cho hoa và trái rất là đẹp luôn nha. Đây. Chiều cao là 50. Tán rộng là cũng 50 luôn nha. Đây là mã 6L. Đây thân ở đây. Tự thân ở đây trái của em nữa nha. Một cốt nè. Đây một cốt nó lên gì đây bà con, môi lên nó lên gì đây nha. Về bà con mình sửa bonsai hoặc mình chơi tàn thiên nhiên. Loại này rất là mau lớn nha. Rồi cũng có giá là 250.000 luôn. Đây bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi đến với mã số là 7L. Một cây hồng ngọc mai nha. Đây hồng ngọc mai này dáng bay rất đẹp nha bà con. Đã chỉnh sửa tàn chi ấm hết rồi. Đế nơm luôn. Đây đang ra bọt non nha. Chiều cao là 22. Đây chiều rộng của nó là 38 nha. Đây củ đế nó đây. Củ đế này em đo là 24 nha bà con. Cái này dáng bay rất đẹp nha, hồng ngọc mai. Đây, cái này thì nó bà con mình trồng nó lay quay nó sẽ ra hoa nha. Hoa lên rất là đẹp luôn. Hồng ngọc mai thì rất là dễ cho hoa nha bà con. Đây, giá chỉ 500.000 thôi nha, bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Hồng ngọc mai nha, em có một cây duy nhất một thôi. Đây, đến với mã tiếp theo nha là mã 8L. Đây một cây nguyệt quế lá xoắn không chùm luôn. Cây có cái nhánh bay nha bà con, rất là đẹp nha. Đây thanh chi thì hậu tử. Chiều cao này của nó nha là 55. Chiều bay là 95 nha. Cây này người ta cũng đã vô hết một nước dây rồi. Hôm là có sẵn là về là mình chỉ mình chăm sóc tưới nước rồi kia mình nuôi cây thôi. Đây. Hoành tổng của nó là 30 nha. Còn một thân lớn đại diện của nó là 17. Cây này có chia mẫu tử nha, dán mẫu tử. Đây chi tử của nó nằm cặp bên và rất là có duyên nha. Đế thì rất là đều luôn. Đây mã số 8L. Cái này em giao lưu bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu cho bà con luôn nha. Đây có giá là 850.000 đồng thôi. Đây 850.000 bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giá rất là hữu nghị nha bà con. Cái này nuôi dắt năm bảo đảm bà con là rất là đẹp luôn nha. Rồi. Đến với mã số 9L là một cây linh sam siêu hoa. Đây đang cho qua giờ nụ cũng tím cây này về tới nhà bà con mình là chơi bông luôn nha. Hoa linh sam thì có mùi thơm nhẹ nha các bà con. Và cũng rất là dễ cho hoa luôn. Chiều cao này của nó là 30. Tán rộng là 43 nha. Đây thân một cái dáng nó nhìn chữ O luôn nha. Dựng thân rất lượng nha. Thân này em đo là 16 nha. Hàng để bàn. Đây. Thân ở đây rất là quái nha. Cây là hàng thường chậu hết, dàn xương bên trong bà con xem đây. Chi cành cũng khá là ấm ha. Đây, cây rất có duyên nha. Rồi đẹp luôn, mã 9L nha. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 650.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây giá hữu nghị cho bà con mình dễ chơi luôn. Rồi đến với mã tiếp theo là mã số 10L. Cái này cũng dáng nghệ thuật luôn nha. Chiều cao là 33. Tán rộng 40 nha, sam siêu hoa nha bà con. Hoành em đo là 14 nha. Cây này có củ đế nha bà con. Đây củ đế nở đế đều. Nở lắm. Đây xin đó đây, cái này dày tàn lắm rồi nha bà con. Đây thân nó là dày kín hết rồi. Về là mình chăm sóc mình chơi thôi chứ không còn gì thêm nữa nha. Đây, thân nó lắc lượng luôn. Rất là đẹp nha. Mấy cái chi của nó là bằng cái ốc bự hơn của em nha người nha. Rồi mã số 10L này em ship bao gồm chậu này cho bà con luôn nha. Đây có giá là 750.000 đồng thôi nha. 750.000 bao ship toàn quốc luôn. Cây này là cây khuyến mãi nha bà con. Chậu luôn nha, nào chậu không cũng khoảng 200 rồi nha bà con. Rồi, đến với mã tiếp theo nha, mã số 11L cây sâm hương nha. Cây này là chi tay vàng người ta cũng đã bắt form sẵn rồi, ấm mịn rồi nha. Chiều cao là 42. Tán rộng là 65 nha. Đây. Còn này em đo là 24 nha bà con. Củ thì rất là nở luôn nha, củ dưới này có khoảng 30. Thân cái đường thân của nó thì lắc rất là đẹp nha. Đây đường thân này lắc nó lắc rất đẹp nha bà con. Sâm song Hinh hôm nay thì em chỉ còn một cây thôi nha. Cây rất có duyên nha. Đây quái luôn. Rồi cây mã số 11 nha. Cây này để giao lưu với bà con 1.400.000 đồng, bao gồm chậu, bao gồm phí ship cho mình luôn nha. Rồi đến với mã số là 12L. Đây một cây sâm hương Đài Loan nha. Cây sâm hương Đài Loan này thì có mùi vị hương thơm rất là dễ chịu nha bà con. Khi mình trồng lên chậu thì cái lá nó sẽ càng ngày càng rút nhỏ lại nha. Đây cây này thì sửa chỉnh dáng bài luôn. Mặt cắt của sâm hương thì cũng bao là 27. Tán rộng là 49 nha. Đây cây này đã sắp đế từ nhỏ rồi nha. Đế đều 24 giờ luôn. Hoành là 20. Đây hoành thân 20 nha. Rồi đế đây. Đế là khỏi chơi vào đâu luôn. Đây dàn xương bên trong nữa đây nha. Đây mã 12L nha. Cái này giao lưu với bà con có giá 1.300.000 đồng bao ship luôn, bao gồm chậu luôn nha. Đây đến với mã số 13L nha. Là một cây mai chiếu thủy trung nu lá chung. Đây cái này chi tàn nó cũng đã ấm bệnh hết rồi. Hàng này hàng cắt giật nha bà con, già cây lắm nha. Đây em xay vài vòng cho bà con, em đo thông số nha. Cái này là đã hoàn thiện rồi nha bà con. Quay chậm chậm đó. Đây thân hình là nó nâu hết trơn luôn rồi nha. Chiều cao của nó nha là 29. Tán lá rộng là 53. Đây cây nhợp rất là có duyên luôn. Hoành thân này em đo là 26 nha. Đây cái bắp thịt của nó là bắp đùi của nó là bự bằng cái cái em trơn rồi nha. Đây dạng xương bên trong của nó đây rất là đều dày nha, ấm mịn hết rồi nha bà con. Này dễ ra qua nha bà con. Mã số 13L. Đây đẹp luôn. Rồi cây này giao lưu với bà con có giá là 6 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu cho mình luôn. Đây mai chiếu thủy trung nu lá chung nha. Rồi tiếp tục đến với mã số 14L nha. Một cây linh sam 86 viên luôn. Cây này tàn dù nha bà con, đang cho qua tiếp cây luôn nha. Đây bông đang lên tiếp cây luôn. Chiều cao của nó là 59. Tán rộng là 89 nha. Đây cái này một cốt mà hai thân nha, song thân. Còn em đo là 14 nha. Nồi đế thì rất là đều. Đây bà con xem kỹ với em nha. Đế nó chảy đều hết trơn luôn. Dàn xương thì rất là dày rồi nha. Đây bông thì đang cho lên, bà con mình về tới nhà bảo đảm là mình che qua luôn. Đây, mã số là 14L nha. Sâm 86 viên, cây thường chậu nha, này bao ship bao làm chậu gì cho bà con luôn. Đây giá rất là dễ chơi luôn nha, 1.700.000 đồng. Đây bao ship toàn quốc luôn nha, bao làm chậu luôn. Cây khá là to nha bà con. Đây, số điện thoại của em là 0772 8772 78 nha. Mọi chi tiết thì bà con cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của em nha. Đây, tiếp theo là mã số 15 là một cây ổi Đài Loan siêu trái nha. Cây này đang cho trái rất là sai luôn nha bà con, cây thường chậu nha. Rồi, chiều cao của nó là 90, tán rộng là 75 nha. Đây mình vừa chơi kiển mình vừa ăn trái luôn. Cây này có khoảng gần cả chục trái luôn nha bà con, rất là sai nha. Đây thân này của nó thì bằng ngón tay trái của em. Trái này khoảng 3-4 trái một ký nha. Mình để giá khuyến mãi cho bà con mình lên. Đây cây này giá khuyến mãi cho bà con luôn nha, 150.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Đây giá tương tác cho bà con mình luôn nha. Cái ship không cũng bằng 100k rồi. Rồi mã 16 nha, cũng là cây ổi siêu trái luôn. Đây rất là sai. Chiều cao của nó nha là 85, tán rộng là 65 nha. Đây trái chùm không nha bà con. Vành thân cũng khoảng 56 ha. Thân cũng bằng ngón tay trái của em nha. Đây trái rất là sai đây. Giá 150.000 thôi, quá trời cũng nghĩ luôn. Rồi, kế tiếp mã số 17 là một cây hải châu. Hải châu hàng thường chậu sống tốt khỏe luôn nha. Hải châu em cũng còn vài cây nữa thôi nha bà con. Đây chỉ còn có vài cây thôi. Chiều bay của nó là 75. Cây này đã sống khỏe nha bà con, về bà con mình cứ yên tâm nha. Hoành là hai thân là 15 nha. Đây hải châu này trái nó rất là đẹp nha. Đây cây thường chậu thì bà con yên tâm, hàng này hàng khai thác nha. Đây. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây giá hữu nghị gì cho bà con mình chơi luôn. Đến với mã số 18 cũng là một cây hải châu thường chậu luôn. Đây sống khỏe nha bà con, cây này cũng to nha. Chiều cao là 90, tán ngang này là 65 nha. Đây cây này một cốt là 3 thân, hoành là 20, thân này 20 nha. Đây tam tài luôn. Đây. Rồi cái này để giao lưu với bà con có giá là 450.000 bao gồm phí ship luôn nha. Rồi đến với mã số 19 nha, cũng là cuối clip ngày hôm nay, là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn nha. Cái này đã vô form dây sẵn hết rồi, về là mình chăm sóc mình chơi thôi. Đây mình chơi hết năm nay, nuôi hết năm nay, cây này nó sẽ về toàn rất là đẹp nha. Chiều cao là 72, tán rộng là 78 nha. Đây cây này lùng lực rất là to nha bà con. Cây đế chậu nha, rất là đẹp nha bà con. Đây đế rất là đều, về bà con mình môi đế lên giùm em nha. Môi tầm chừng 4 phân cái lại thôi. Hoành là tới 37 luôn nha bà con, rất là to. Đây những cụm đế đây, rất là to luôn nha. Đây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha, cây thường chậu. Cây có bị chảy tuột đâu mà. Cây này bảo đảm cho bà con không hề bị chảy tuột hay một chỗ nào luôn nha, con yên tâm. Đây mã số 19L. Đây cây này em bao ship toàn quốc luôn nha, nhưng mà em sẽ có bầu nha bà con. Cây thường chậu yên tâm nha, chậu này rất là to. Đây, có giá là 1.900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Cuối clip thì em xin chào bà con và rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh Bonsai Lợi Nguyên thời gian qua nha. Và em xin hẹn lên clip sau. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con cô bác và hẹn gặp lại vào clip mới nhất của kênh Bonsai Lợi Nguyên nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.